Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, thì Kim Thoa và cô Bốn đây hiện tại là đang có mặt tại chùa Pháp Tạng, chỗ chùa của thầy Thích Trí Huệ. Thì hôm nay được một cái duyên lành là cô Bốn thì có cúng dường cái cặp đèn, một cặp đèn ở tại chùa Pháp Tạng và một cặp đèn tại chùa Quan Âm. Thì trước hết thì hôm nay là dâng cái cặp đèn lên chùa Pháp Tạng của thầy Thích Trí Huệ trước. Khi mà lúc nãy dâng đèn lên á, thì Kim Thoa thấy là trên bàn thờ chỗ chánh điện đã có sẵn một cái cặp đèn bên công ty Kim Thoa rồi. Thì chắc là lúc trước cũng có Phật tử ra cúng dường rồi. Thì hôm nay là một cặp đèn thứ hai dâng lên tại chùa Pháp Tạng, thì Kim Thoa cảm thấy rất là vui. Hôm nay thì con cũng có vài lời cũng muốn hỏi cô Bốn, là không biết là cái động lực và lý do gì mà khiến cho cô là phát tâm để mà dâng lên cái cặp đèn trong ngày hôm nay ạ. Tại bữa hôm đi chùa Hộ Pháp thấy cặp đèn thì tôi thích lắm rồi. Đó, mà không ấy, tại lúc trước tôi cũng có ý định là mua đèn cúng dường, đâm cúng dường. Yeah. Rồi mà ở ngoài mấy cái chỗ mà bán Phật giáo này kia ở đường Hùng Vương á. Yeah. Tôi thấy không có cái cây nào tôi vừa ý hết trơn, mà kỳ này đi chùa Hộ Pháp tôi thấy cô Kim Thoa tặng chùa cặp đèn này tôi vừa ý lắm, tôi mới về tôi mới xin chú Tâm Tình cái số điện thoại của cô Thoa. Dạ. Đó, tôi mới điện cho cô Tha tôi hỏi rồi cô Thoa cũng hỗ trợ chở đi lên những cái chùa tôi cúng dường, tôi cũng vui lắm. Dạ, tại vì ước nguyện vừa ấy. Dạ. Thì con thấy cô cũng là một cái người rất là có tâm Phật, thì con bản thân con thì con cũng rất là ngưỡng mộ vì cái điều đó. Cô phát tâm dâng lên cặp đèn như vậy thì bên công ty của con cũng có được một cái dịp, một cái cơ hội là cũng cùng đồng hành với cô để mà ủng hộ cúng dường 50% giá trị của mỗi cặp đèn. Và con cũng nghe cô tâm sự là coi như là cô cũng không phải là giàu có gì, và những cái tiền mà cô cúng dường như vậy là cô tích góp được. Thì con thấy rất là thương cô, thì một người rất là mặc dù khó khăn nhưng mà cô rất là phát tâm như vậy, thì Kim Thoa thấy rằng là mình đáng học hỏi và rất là ngưỡng mộ cái tấm gương của cô là một người rất là có tâm Phật. Thì cô có thể chia sẻ với con và với quý vị khán giả cũng như những Phật tử là để chia sẻ là cái tiền của cô tích góp được như thế nào để mà cô cúng dường á, để mọi người người ta học hỏi được, cái người ta cũng là gọi là người ta, nếu mà người ta có phát tâm á, người ta cũng bắt chước những cái tấm gương của cô để mà người ta cúng dường á. Tại cái đồng tiền này, hồi đừng khóc rồi con khóc theo luôn á. Cái đồng tiền này cũng như cái tiền cũng những già. Dạ. Hồi xưa còn trẻ làm được thì ấy, bây giờ nghỉ già rồi thì mình tạo cái phước thứ nhất cho mình rồi cho con cháu về sau. Dạ. Bởi vậy tôi mới phát tâm cúng dường. Dạ. Thì thấy thương cô quá mọi người, có nghĩa là cô không phải như người ta mà có tiền là khư khư để dành, có bao nhiêu là hầu như cô đều cúng dường cho Tam Bảo hết. Thì cô những cái mong muốn là làm như vậy để người ta là tích góp tài sản, còn cô là tài sản vô giá, tài sản của cô là để dành phước cho con cháu về sau. Trời, khóc luôn, khóc hồi con khóc luôn á. Tết rồi bây giờ mình cúng dường là con của Phật, Phật gia hộ là mình phải vui lên chứ. Bởi vậy mà làm những chuyện này mà trong vui lắm luôn. Trong vui mình được làm những chuyện ấy.
thương lắm mọi người, như là con cháu như là cho được nhiều cái để dành, rồi là buôn bán được cái đồng tiền nhỏ xíu cũng để dành, để dành, để dành, để dành vậy đó, mà phát tâm một cái là cúng dường hai cặp đèn một lúc luôn. Thường thì đèn bên Kim Thoa giao là có nhân viên đi giao, chứ Kim Thoa không có đích thân đi giao đâu. Nhưng mà hôm nay Kim Thoa thấy đây là một cái hoàn cảnh rất đặc biệt, cô là một người rất là khó khăn như vậy mà cô phát tâm cúng dường như vậy, Kim Thoa cảm thấy một cái sự rất là tuyệt vời. Kim Thoa ngưỡng mộ cái sự tu tập của cô, cái tấm lòng của cô hướng về Phật pháp, hướng về Tam Bảo, cho nên là Kim Thoa hôm nay đích thân cũng cùng đồng hành với cô để đi dâng lên cái cặp đèn ngày hôm nay. Bởi vì trong lòng làm xong những việc thì muốn vui lắm. Bởi vậy cũng cảm ơn cô chú và chồng của cô Kim Thoa ủng hộ đồng hành giùm, cảm ơn rất nhiều. Dạ thì thôi, thì hôm nay cũng mùng 8 Tết mà cô cũng phát tâm cúng dường như vậy thì con cũng không biết nói gì, thì cũng xin kính chúc cho cô là coi như được nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe và gặp lại nhiều may mắn trong công việc, và coi như là cái tấm lòng của cô là phước báo, công đức rất là lớn, mong Phật gia hộ cho cô ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô.